chiều đến thì view thì nướng gà cây nhà lá vườn anh em nhá, làm con gà chiều đến cây nhà lá vườn làm con gà đấy rồi lọ chầm chéo của Hải Đức cứ làm đầy quặp chặt lích lấy bít này lấy dao này đấy. Mình ăn nhiều cay, mình ăn được cay thì mình cho nhiều. Mình ăn được nhiều cay thì mình cho nhiều. Thấy view này. Đấy, nước rồi thôi. Đấy, nước rồi thôi, để khoảng 2 phút. Ăn được cay. Chấm gà, chấm ngan, chấm tất cả các loại. Đấy. View này ngồi nhậu hết bài anh em nhỉ. Đấy. Nói chung là vườn tùng mình thì anh vườn tùng Nhật Chiến Huấn GP ở trong khu đô thị đấy, An Khánh. Mình còn mấy trăm cây, tất cả các anh chị cô làm. Dạ vâng, em cảm ơn anh Giai nhá. Thơm không mọi người? Đây thôi. Đấy. Những anh chị cô chị chú bác nào mà làm công trình mà có nhu cầu cần đến tùng thì mọi người qua ủng hộ, qua xem cây nào thích hợp thì mua. Mình sẽ để cho mọi người cái giá giao lưu thôi, bán giao lưu. Nói chung là của mình luôn ấy, chả phải của ai cả, đâm ra là quyết được hết. Đấy, mọi người cứ qua vườn Tùng Nhật Chiến Huấn GP này, qua vườn thì mình. À, bây giờ này, hai anh em làm con gà. Đấy, chấm này ăn đã mồm luôn. Đấy. Đấy. Còn anh em là mua chẩm chéo thì 300 cách số điện thoại là 3 lọ này là tặng cho 1 lọ là 4. 300 cách số điện thoại 3 lọ là tặng cho 1 lọ về tặng bố, tặng mẹ, tặng anh chị em, cô dì chú bác. 3 tặng là 1 là 4. Còn không anh em mua 100 cách số điện thoại là có đơn. Đấy. 200 cách số điện thoại là 2 lọ là có đơn. Đấy. Không phải 300. Mua 3 là tặng 1 là 4. Đấy. Mua 3 tặng 1, mọi người cứ để mã ấy. Bây giờ mình là tiếp được kia. Rộng sao tiếp một tắp cây lá vườn đấy. Tiết kiệm điện đây, cả khu này khu tiếp khách, khu nước của mình. Là tiết kiệm điện chưa bật. Rộng mênh mông ra tận đằng kia. Như là mồm đi ăn mình. Đấy. Đấy, à, bây giờ bắt đầu. Đến đâu con gà. Rồi. Dừng đã. Đấy, mình. Ui giời. Ôi ơi. Không, nắng đau đuôi. À. Em ơi, coi. Em xem bên này, em ngồi bên kia. Ba. Đào quả vườn này. Anh em chính em công này. Em công là quản lý chính ở vườn mình. Đấy. Ui giời ơi. Ui giời. Đấy. Ui giời. Đây, chấm chéo này. Chấm này đã này. Đang ăn cay không? Có em ăn được đấy. Ngon thật. Chấm cả thế giới. Nếu mà bà bún nọ nhà ai một tiệc bữa tiệc đám cưới ướp gia vị để nướng được, làm chấm hoa quả chấm được tất cả thế giới, thịt gà, thịt ngan, thịt vịt này. Thứ hai là có cỗ. Tuyệt cú mèo mọi người. Tuyệt cú mèo luôn. Đấy. Cách pha rất đơn giản. Chấm chéo này thì anh em. Ui chấm này. Ui.
Vâng. Ngon quá. Tuyệt vời quá. Tuyệt vời quá. Vẫn không quên nhiệm vụ 100 cách số điện thoại là có đơn. Còn đa số mọi người toàn mua 3 lọ. 300 cách số điện thoại là có đơn là nhận về 4 lọ, tặng 1 lọ là 4. Chấm cả thế giới luôn. Nhà nào mua cho bố, cho mẹ, cho bạn. Anh em trên toàn quốc không bán, không chốt đơn qua Zalo, không nhận chuyển khoản trước nha. 300 cách số điện thoại là có đơn, tặng 1 là 4. Anh em nào mua thì để lại số điện thoại. Này là tuyệt vời lắm mọi người. Tuyệt vời mọi người. Cảm ơn tất cả anh em nhá. Cảm ơn tất cả anh em nhá. Chúc anh em buổi tối vui vẻ nhá. Chúc mọi người ngon miệng nhá, buổi tối nhá. Rồi.